Dẫn các bạn đi coi vườn cà phê. Vườn cà phê đang vô mùa nắng nên nhìn gớm. Vườn này có sen tiêu nha. Tiêu này sắp hái rồi. Tiêu này đúng chuẩn tiêu sạch luôn các bạn. À, không phun thuốc. Mà bón phân thì bón phân vi sinh. À, cây nó không được bự lắm. Nhưng mà sạch. Vì nó bông này các bạn, bông này thì qua Tết tưới nước, nay thì chưa tưới đâu, qua Tết tưới thì nó sẽ bung hết luôn á. Nếu mà có mưa một trận thì khỏi, chắc khỏi tưới nước luôn. Khó mưa quá, trời này khó mưa quá. Đây là cái cà phê đã bị đang ghép nên là nó ra hơi muộn, tới bây giờ chưa chín, vừa hái xong hết rồi nó bông còn chưa chín nữa. Bông đều ghê không? Nói như là mưa xuống hoặc là tưới nước một lần là nó đều răng luôn. Đây là hồ nước. Hồ nước đã chuẩn bị tưới. Thì có cái da lốt nữa.
sao lại cà ri ri cách à, giờ nứt lại non lại. Trái này thì sẽ qua tháng 3, tháng 4 là chín. Là chừng đã chín thì ai đi hái thì có rất là rụng. Hoặc là chim rồi nó ăn. Sóc ăn. Giờ nó còn lại non nữa. Giờ leo nhóc nó cao lắm. Đấy nó leo một xíu mỏi chân. Đây hồ nước mà trời nắng đó. Tạo ở đóng. Cà ri tiêu này buồn buồn à, cũng cần tưới nước này. Đúng tiêu sạch luôn á, chưa phun thuốc lần này. Tiêu nếu mà phun thuốc á nó không có dày đâu, phun thuốc nó đóng rất là dày trái, rất là đẹp. Do mình không có phân phân vi sinh với lại thuốc thì nó không có sức để nuôi trái nên nó rụng mất mớ.
Con này quá xấu. Cái đọt này là đọt tiêu rồi, hư rồi. Bùa đẹp nè. Chín này các bạn, à, tiêu chín rồi, tiêu này là hái được rồi. Tiêu chín rồi này, ừ, chín rồi, hái được rồi. Ồ, hái được rồi nè. Ở đây không có vô vườn mà. Cái này chục lúc luôn. Trời ơi. Không có lá luôn. Ở đây cũng vậy. Rụng thịt trơn lé rồi. Hư. Hư. Trời ơi, chín hết rồi nè, rụng hết rồi. Ồ, vừa bận quá thì sao vô hái được nè. Thank you.
chắc ngày hai ngày nữa vô tưới nước này. Mấy cây này không thọ được nữa. Chưa trồng sen vô kè cũng có lợi lắm. Trồng sen kè là mình sợ tiêu nó khó chết hơn. Thứ hai nữa là nó mát, đám kè nó lau héo. Hôm trước mà không có đám tiêu này, đám kè nó héo liền luôn. Nhờ những cái cây lớn nè, những cái buồn nó chi ở trên nè, kè ở dưới nó đỡ. Vì mình không có chăm thuốc than hay là phân nhiều á, lại có nhiều cây nó cao nó lớn được, có những cây nó chết rồi nó trồng, mình phải trồng lại. Này, bông cà phê đã rồi. Nó ướm bông hết rồi không, cái này chỉ cần có nước vô là nó bung hết luôn, đẹp kinh khủng khiếp. Để hôm nào trái kè thay nữa, 20 ngày nữa đó, mình mới tưới nước. Khi mình tưới nước xong rồi nó bông, mình quay cho các bạn coi. Đẹp lắm, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Mà không phải một đám đâu, nguyên một tỉnh luôn vậy đó. Làm sao đóng vỏ cà phê, hái cà phê xong mình xay ra đóng vỏ không, còn nhưng mà đem đi bán thôi. Căn nhà 9m2, bên đây là nhỏ hơn, bên đây là trồng sau. Bên đây là chết nhựa rồi. Còn có trống không? Không có tiêu. Đây có cây bơ. Mà cây bơ này mùa này nó không ra bông nhờ. Sầu riêng vừa mới trồng chắc khó lau trời lau cái anh. Mình đang đứng ở trên ổ mối nha các bạn. Ổ mối này bự lắm. Ổ mối này nó bự hơn cái nhà nãy á.
chỗ kia đá một người khác, có cái nhà, có một vài người họ ở trong này rồi nha các bạn. Thôi mình để mình coi được xíu nữa, giờ mình về đây. Ai rảnh thì đăng ký kênh này cho vui.